Những ngày này tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, hàng trăm hecta cây đỗ quyên đã bắt đầu nở rộ trên đỉnh núi Tây Côn Lĩnh và thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng trải nghiệm ở độ cao 2.428m so với mặt nước biển. Đây cũng là nơi có những cây chè san tuyết cổ thụ và những vạt thảo quả trải dài dưới những cánh rừng nguyên sinh. Để khai thác tiềm năng du lịch đó, hiện xã Cao Bồ đang tập trung chuẩn bị tổ chức lễ hội Hoa Đỗ Quyên Tây Côn Lĩnh lần thứ nhất năm 2023, gắn với đó là tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao truyền thống, giới thiệu không gian văn hóa, ẩm thực, trưng bày các sản phẩm đặc trưng của xã. Là một trong những khách đến với xã Cao Bồ được trải nghiệm leo lên đỉnh Tây Côn Lĩnh cao 2.428m, chị Tô Thị Hằng cùng các du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rừng nguyên sinh với những thảm thực vật đa dạng. Đặc biệt, có rất nhiều cây hoa đỗ quyên đã bắt đầu nở khoe sắc rực rỡ, vươn mình đón nắng ấm thật đẹp và quyến rũ. Một cảnh tượng ngỡ như bồng lai tiên cảnh dưới trần gian. Đây là một cái rừng hoa đỗ quyên nở đỏ thắm cả núi rừng. Đẹp tuyệt vời các bạn ạ. Đây là một cung mới chúng mình đi. Chưa bao giờ mình được ngắm hoa đỗ quyên mãn nhãn giữa thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ như thế này mà các bạn không được ngắm thì thật sự là vô cùng tiếc. Các bạn phải thấy đây là món quà vô giá mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Xã Cao Bồ nằm trên dãy Tây Côn Lĩnh, không chỉ được biết đến là vùng chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi nổi tiếng cả nước, mà còn nổi tiếng bởi phong cảnh tự nhiên, vẻ đẹp nguyên sơ như viên ngọc thô tỏa sáng giữa núi rừng. Cùng với đó, người dân trong xã chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao sinh sống với nhiều nét văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc. Để quảng bá, khai thác và phát huy những tiềm năng thế mạnh về du lịch, xã Cao Bồ đang chuẩn bị tổ chức lễ hội Hoa Đỗ Quyên Tây Côn Lĩnh lần thứ nhất năm 2023. Năm đầu tiên chúng tôi tổ chức lễ hội quảng bá du lịch, thứ nhất là về hoa đỗ quyên, cái thứ hai nữa là vườn chè cổ thụ ở trên này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng quảng bá thêm cái dân tộc, văn hóa dân tộc của người Dao nơi đây, thế rồi một số cái sản phẩm nông nghiệp của địa bàn xã. Vào ngày 11 tháng 3 tới đây, lễ hội Hoa Đỗ Quyên Tây Côn Lĩnh lần thứ nhất sẽ được tổ chức để du khách được thỏa mình lạc bước trong sắc hoa đỗ quyên diễm lệ và khám phá sự đa dạng phong phú của những cánh rừng già nguyên sinh với nhiều loại kỳ hoa dị thảo quý hiếm, đồng thời được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương trong không gian văn hóa dân tộc Dao nơi đây.